Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những biến động thị trường trong ngày hôm nay. Có lẽ là thông tin về giá xăng và giá vàng cũng đang được quan tâm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng cập nhật về giá xăng. Theo như ngày 11 tháng 2 thì Liên Bộ Tài chính Công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công thương cho biết giá xăng bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 2 tăng so với kỳ tính giá trước đó. Theo đó, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 trung bình là 105,4 đô la Mỹ một thùng, xăng RON95 là 107,18 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu cũng tiến sát mốc 110 đô la Mỹ một thùng. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng tăng mạnh nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá BG và tính đến theo công thức cũ, giá xăng trong nước vào ngày 11 tháng 2 có thể tăng hơn 1.000 đồng một lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ tăng hơn 800 đồng một lít.